Xin chào mọi người, Happy Thanksgiving. Chúc mừng lễ tạ ơn nha mọi người. Hôm nay là cái lễ Thanksgiving bên này, lễ tạ ơn. Mọi người đều off hết, không có ai đi làm. Thì cả nhà mình mới tụ họp về làm một bữa. Cả nhà mình mới tập họp về đây. Mình làm một bữa tiệc nướng ngoài trời nha mọi người. Bây giờ mới đang gầy bếp thôi. Gầy nãy giờ 15-20 phút chưa, sao lâu vậy? Tại vì đốt cho nó tàn, cho nó hết khói á, giờ nó đang còn cháy. Xong anh không tận dụng lại cái than cũ á, đốt nó nhanh hơn không? Nó có cái mùi dầu. Còn cái loại than này nó không có, mà nướng nó sẽ ngon hơn. Nướng thì giờ xíu. Thì thấy gầy bếp nãy giờ lâu lắm rồi nha. Mọi người thấy khu vực này làm BBQ lý tưởng. Quá lý tưởng không? Coi như là xong phần trên là xong hết rồi, bây giờ chỉ còn cái phần mặt bằng này thì mình đang hoàn thiện. Mình đang lên kế hoạch một cái ngày gần nhất mình sẽ làm cái nền ở đây ha. Cho nó đẹp. Thì hôm bữa đó mình có mới gắn cái đèn kìa mọi người thấy không? Cái đèn ở đây nè, mới gắn cái này. Thì bây giờ trời đang sáng thì không nói làm chi nha, nhưng mà trời tối, tại giờ mùa đông trời tối rất là nhanh, thì mình thắp cái đèn đó lên là nó sáng hết cái khu vực này luôn nha. Nó sáng hết cái khu vực barbecue, với lại nó sáng luôn cả cái nhà trên cây cho bọn nó nè. Thì tối nếu mà mình có hứng thú mình ra ngoài đây chơi thì mình cũng không có lo nha. Sáng sủa luôn. Hôm qua trời mưa tầm tã nha mọi người. Hôm qua trời mưa tầm tã, mình cứ tưởng là hôm nay tiêu rồi, tại vì mọi người lên kế hoạch để nướng thịt giống như nướng thịt ngoài trời hôm nay. Lên kế hoạch hết rồi, ai cũng hào hứng hết. Và hôm qua trời nó mưa tầm tã luôn thì mình mới lo mình bà chết rồi, không biết là hôm nay có được chơi hay không. Nhưng mà rất là may mắn nha mọi người thấy không? Trời rất là đẹp luôn. Nắng đẹp nhưng mà rất là mát nha, mát lạnh luôn á. Tại vì hôm nay hình như là nhiệt độ nó có 60 mấy tầm, mà nói chung là dưới 65 gì đó, rất là mát luôn. Mình không có mặc áo lạnh tại vì mình quen rồi. Nó hơi lạnh nha, nhưng mà không có đáng kể, giống như mình chịu được. Thì cái thời tiết này rất là mát mẻ luôn, mọi người thấy lý tưởng không? Cái khu vực barbecue nè. Đó, mình nướng xong mình ăn tại chỗ cũng được nha, mình ăn tại chỗ cũng được, hoặc là mình vô nhà ăn cũng được nha. Rất là lý tưởng luôn. Đặt lên thôi. Thì đó là cái khu vực đang thịt nướng của mình. Thì chưa có nướng được than, chưa có ready nha mọi người. Thì lát nữa mình sẽ quay lại nha. Còn đây là cái nồi hủ tiếu, mình đang hầm hủ tiếu. Thì bữa trưa là mình sẽ ăn thịt nướng, ăn gỏi, ăn turkey, gà nướng. Rồi buổi chiều mình sẽ có cái món hủ tiếu nha mọi người, hủ tiếu khô. Hi Lily, just wake up. Con chó này mấy tuổi rồi đây? Quên rồi. 5 tháng. Hôm bữa cháu nó mang về nó 2 tuần, nó có chút xíu à. Nó có chút xíu mà bây giờ nó bự quá trời mọi người ơi. Lớn nhanh quá, cái này là ăn tốn tiền lắm không? Đây là hủ tiếu của mình. Nồi hủ tiếu của mình để chiều ăn. Đang hầm xương thôi mọi người. Để lát nữa em nói em ấy. Đâu rồi cái món gọi của Liên, đâu rồi, xong chưa? Đang chờ cô lên nước em cà rốt nữa anh ơi. Còn đây bà chị bà làm món gọi đu đủ, đang quảng cáo là làm ngon hơn nhà hàng. Thì lát nữa mình sẽ review. Mình sẽ review rồi mình đánh giá sao nha mọi người, xem bà quảng cáo có đúng không. Làm gọi đu đủ ngon hơn nhà hàng luôn. Nhìn cái mặt quay lên nhìn cái tự tin ạ. Cái mặt quá tự tin luôn. Trên này vẫn vui hơn. Trên này vui hơn. Những mẹ trên này nó vui hơn nhiều. Mẹ thịt đầu tiên. Đây, chỗ nướng rất là lý tưởng. Quay này. Đây, comment. Sườn heo với sườn bò. Sườn đây, mẹ ướp mẹ nguyên một thau nước này. Sốt đây này. Ông quảng cáo hả? Không có hấp dẫn gì vậy. Chưa bao giờ nướng chườn kiểu này bây giờ ấy. Ông cái này là nhờ Liên ướp từ mấy ngày rồi đó, 2-3 ngày nay rồi đó, cho nó ngấm á. Ướp xong rồi bỏ tủ lạnh cho nó ngấm gia vị, xong hôm nay mới bỏ ra. Sống ai nướng chườn kiểu này đâu, phải có đất rộng cũng được như này đây. Đây hồi xưa chỉ có thế này thôi. Này ăn chán lắm. Lý tưởng không anh hả? Chỗ nướng thật quá lý tưởng không? Này nướng xong cho mỗi người cùng ăn hết mới được về. Này ăn hết mới được về. Cái này sao bốn ông cắt ra nhìn bự quá. Lát nữa mình ăn bằng cách nhỏ ra. Để này mới hấp dẫn. Em cách nhỏ nướng nó sẽ bị khô, để như vậy nướng nó mới ngon. Để chụp ai nướng kiểu này nhìn mới sang. Sướng.
Hôm nay mình có rất là nhiều món nha. Cái này là sườn heo, sườn heo với sườn bò mình nướng. Rồi mình cũng có gà nướng luôn, turkey đang ở trong trong lò. Rồi có món gọi gì nhỉ, quên rồi. Gà đu đủ. Này nhỏ bé có hết này. Mẹ đúng ở đây, đất nước đầy sữa ở mặt này. Nói chung ở bên này á, mình chỉ cần chịu khó cày cuốc thôi anh Thắng, là không có sợ chết đói đúng không? Không có lo đói. Từ hồi tôi qua đây thì rất khỏe, nhiều Việt Nam nhiều luôn ấy. Thì đó, bên này là mình chỉ có chịu khó một xíu, chịu khó cày cuốc một xíu là mình không có lo đói mọi người ơi. Cuối tuần mình cũng enjoy. Vô kiếm mấy cái khay bự để đựng ấy. Cái khay nhôm ấy. Khay nhôm ở trong cái tủ ấy. Từ từ đang hít. Thơm quá. Mùi thịt nướng thơm quá mọi người ơi. Tôi là một mình nữa nha. Của tôi là một mình đấy. Cái này chưa xin nghề đâu. Nhiều tha hồ ăn không lo. Ai cũng có phần hết á, không lo. Lên màu đã chưa. Nhiều đồ ăn lắm. Trời ơi, chỉ sợ ăn không hết thôi. Nhờ bà ngoại còn đem lên xôi. Xôi cái gì nhờ. Xôi giò. Rồi xôi cái gì mình quên mất tiêu. Xôi đậu phở không. Giờ còn mang lên chả giò kêu là chiên ăn nữa, nhưng mà thôi mình không có chiên nha mọi người. Nhiều món quá đi, quá nhiều món đi, ăn không hết thì thôi mình cứ làm một vài món đơn sơ thôi, rồi chiều mình ăn hủ tiếu. Còn cái kia nếu mà dư mà giống như là chả giò mình cuốn rồi nhưng mình có thể bỏ tủ lạnh, thì nếu như mà tuần tới mình có thời gian mình lại làm thêm một bữa party nữa nha mọi người. Từng đây thôi, nướng ăn ngay mới ngon. Nướng chín tới đừng có nướng quá nó lại khô. Chuẩn bị ra có khui bia ra khui à, chuẩn bị rồi. No. Khui bia sớm qua mất mồi. Okay. Hi, happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Is that Xin Chào Mừng Noi? Is that his? What? Xin Chào Mừng Noi. Xin chào mọi người. Sorry. It took me a while to understand that, sorry. Còn đây là Uncle B, rất là biết tận dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, lên đây cái lấy nước người ta rửa selfie. Hơn là mình xài nước giếng cho mọi người. Nước giếng ở đây mình giống như là mình đào giếng mình xài nước thoải mái luôn, cho nên không có mất tiền điện. Ấy quên, không mất tiền nước, chỉ mất tiền điện thôi, nhưng mà tiền điện thì rẻ, nói chung là dễ chịu hơn là tiền nước nha, chứ tiền nước bên này cũng khá là mắc luôn. Bọn nhóc kìa mọi người thấy không, bọn nhóc thì nó lên đây nó rất là nghiện cái xe gốc khọt, nó cứ chạy vòng vòng nãy giờ kìa. Nói chung một ngày rất là nắng đẹp luôn, một ngày rất là đẹp trời luôn mọi người ơi. Thì bên này nói thẳng ra, nói đúng ra là ai cũng bận rộn hết. Thực sự bên này mình không phải là mình nổ, nhưng mà ai cũng bận rộn hết mọi người. Ai cũng đi làm hết. Hầu như là không có ai là thất nghiệp hết, người nào cũng phải lo làm tại vì cuộc sống mà. Cho nên cả năm trời đôi khi đếm trên đầu ngón tay, mình chỉ được vài ngày lễ mình mới tập hợp lại được cái gia đình. Cho nên mình cũng rất là quý trọng cái ngày lễ bên gia đình nha mọi người. Bình thường mọi người rất là busy, rất là bận rộn, rất là hiếm khi mà cả gia đình tập hợp được với nhau. Cho nên những cái ngày lễ như vậy mà rất là trân trọng luôn. Thì mình quay lại cái barbecue của mình. Thịt nướng. My baby. Mai mốt con có cháu gọi là ông cụ. Ôi Lily. Lily của mommy. Mới ngủ dậy mọi người ơi, baby mới ngủ dậy. No beer ba, không cho nó uống nha ba. Ok, để mommy bế đi cho ăn nè. Ừ, thịt nướng thơm quá mọi người ơi. Ông Trung đang lên, không biết là lên với ai. If we keep the whole piece like this, it looks nice, but it's hard to cook. Yeah, take time, more time, yeah. Đi đâu, ok, cho con đi trượt chứ. No. You can cut the black part. Ủa sao không bỏ thêm vô đi? Ôi nó đang nhiều quá, đang không có kiểm soát hết được nè, nó mới bị cháy này, nó thì dễ kiểm soát hơn. So we move all the way to this side. Rất là chill luôn mọi người. Nướng thật ăn tại chỗ rất là chill luôn. Mát mẻ. Thời tiết mát mẻ. Nắng rất là ấm luôn, không có hề nóng nha. Đây là những cái mẻ thịt đầu tiên nào nãy giờ mình cũng ăn vã quá trời quá đất rồi, rất là ngon luôn.
mình nướng tại chỗ mình ăn á, nó nóng xong rồi nó giòn rồi nó không nó mình ăn liền á nó nóng nó không nó, có khô mọi người ơi. Chút, nó ngon lắm. Dạ nó không có khô. Mình nướng vừa tới nó không có bị khô rất là ngon luôn. Yeah. Ừ go go where. Yeah. Cái này thì mình chỉ để rau với gỏi thôi mọi người ơi, để ăn chung với thịt nướng cho nó đỡ ngán á, chứ còn là mình con vẫn một hả? Giờ nó rảnh á, ví dụ như cỏ á. Chán tiền này lên đẩy cho một lúc tiếng hai tiếng hộp. Mắc gì anh rảnh vậy, sao anh không qua hết ông bà ngoại á? Ừ, em có xe đâu, ví dụ như nhiều quá cần nó ông bà ngoại cũng được thôi. Dạ hết ông bà ngoại chứ em đâu cần hết đâu. Đâu cần nó rồi được rồi. Thì cái này là rau mọi người, mình có gọi đưa đủ mình ăn kèm với lại thịt nướng nha. Có cái này tại vì nói chung là cũng hơi busy bận rộn cho nên mình cũng không có chuẩn bị gì hết, chứ kế hoạch của mình làm là làm salad này kia cơ, nhưng mà rút cuộc cái lười quá thôi kệ, mua mấy cái này á mình rửa để mà ăn cho lẹ thôi. Đó, còn mọi người đang tập trung rất là tập trung nha mọi người, tập trung vô cái gì thịt nướng. Nhưng mà ngon nha, mình nướng tại chỗ mình ăn á nó nóng hổi xong rồi nó juicy á, nó giống như nó không có khô, nó rất là ngon luôn, rất là thơm, rất là giòn luôn. Thì khá là lý tưởng. Nãy giờ mình cũng ăn khá là nhiều rồi. Được cái hôm nay trời rất là mát luôn. Hôm qua trời mưa tầm tã thì mình hơi lo, hôm nay thất bại rồi. Nhưng mà được cái rất là may mắn, hôm qua mưa tầm tã mà hôm nay trời nắng đẹp quá trời. Mọi người nhìn nè, trời nắng đẹp mà rất là mát luôn nha. Thời tiết rất là mát chứ không hề nóng nha. Lý tưởng luôn. Nó ngồi đây ăn quá trời quá đất. Rất là yên cho luôn mọi người, giống như mình đang ở cái park đó. Thôi mình đi ăn đây. Chứ nãy giờ nhìn mọi người ăn mình cũng sốt ruột lắm rồi. Ừ con ăn đi, con eat đi. You don't wanna eat? Ok. Đó, thôi mình đi ăn nha mọi người. Trước khi mọi người ơi, cái món này không thể thiếu trong ngày Thanksgiving nha. Đi đi đi, đem ra ngoài ăn. Trời ơi, đem con gà nướng ra ngoài mà sống nha, sao giống như là đi bê gọi là cái gì, bê quả đó mọi người. Giống như bê quả đám cưới. Wow. Thanksgiving là không thể thiếu turkey nha mọi người. Turkey, it's ready over there. Come on, look. It's so good. It looks so good, Jason. Yummy. Đây, muối tiêu. Ai thích ăn muối tiêu thì chấm muối tiêu. Yeah, we're gonna... Can we rip it apart? I wanna... Ok, hold on, để mommy cut à. Nè, con turkey. I wanna rip it like, yeah, like this. Ok. Can I do it? Yep. Yeah. Jason, you need the knife, no. You got it? Yeah. All right, turkey. Looks so good, mọi người ơi. Yummy. You got it, Jason? Yes, I'm doing it. So, mommy. Yummy. Yeah. Try bite. One bite. How it taste? Good. Amazing. All right. Flies are coming. No, we'll share. Oh, thank you. It's bond up. Can I have some drumsticks? Mình có cảm giác mình đang ở ngoài park đó mọi người, ngoài công viên á. Try to get a bite off of it. Jenny. You know meat that to give it to me. Me and Sylvia are sharing. Can you give it to me? Nani xin thịt ít ra, xin ít phết cho con chó nữa. Jenny, give it to Hoa. So Hoa can give to the puppy. Rui's just looking at us right now. Mm-hmm. Give it to puppy. He's starving. What? Sorry, Chloe. I just put some on there real quick. I don't want to do that. I'm going to eat. I don't like this much. Keep play. Put on the play, Jenny. Put on the plate for him. Okay. Is that too much? Is that good? Oh, me need some more. No, you come back for some more. Tội nghiệp quá. Now it's time to eat the other half. And eat it. Don't be shy. Đâu đang ngon lắm mẹ. Yummy, ai cũng đang enjoy hết trơn nè. Everything good, Colin? Yeah, it came out perfect, guys. The barbecue, treehouse finish in time, and big land to play. It's awesome. Yeah, but thank you for making food. Oh. You make it awesome. Yeah. And yummy. Thank you to mommy, too. Mm-hmm. Yeah, oh, Lynn, yeah, she marinated, actually. I'm her assistant. You marinate, I'm her assistant. You got paid? Did you got paid? Okay. Colin. 你在哪儿？
Bà ngồi trong cái hành khô lành nó đang. If you guys want some wing par or anything, just grab it. Help yourself. Don't be shy. You're welcome. I'm never shy. Hi, Jolie. Hi, Jolie. What you doing? Huh? Jolie, làm gì con? You slide? Yeah. Yeah. Bye. Okay, Jolie. Ok, bây giờ mọi người đang ở dưới ăn uống. Mình lên trên tree house. Đó. Rất là... Một cái không khí rất là vui nhé mọi người. Thật sự chỉ có gia đình và gia đình thôi. Mình thích như vậy. Đó. Người thì ăn, người thì chơi, người thì lái xe, người thì ngồi nói chuyện. Còn cái góc kia, hai anh gai này nó đang rửa xe. Hôm nay là cái ngày người ta vui chơi, đó là đem xe đây nó rửa. Yes. Hi Lily, Lily. Daddy here. Ok, thôi mình đi xuống mình ăn với mọi người ha. Julie. Bye. Bye. Hi Lily, nó biết trượt mà em cứ bỏ lên. Biết nó đang đòi trượt. Ừ. À, cái con út nó đòi trượt nha. Nè. Ôi dồi ôi, xuống nhà ông ngoại thế là muỗi nó cắn này. Cắn đầy mặt luôn. Cắn đầy mặt luôn này đó. Hết đẹp rồi, hết xinh rồi. Ôi xinh, nhìn tội con quá. Sao có trượt không? Có trượt không? Đi nè, đi với mama nè. Đi nè, đi nè, đi không? Đi không? No thì hả? Biết mỗi no thôi chẳng biết gì khác. No với mama, mama. Bây giờ ai cũng no say hết rồi. Bây giờ mình quay qua mình chương trình thể thao một xíu cho nó bớt bớt no với bớt bớt say xíu rồi mình tiếp tục ha. Bây giờ team team white color với team black color đang đấu với nhau nhé. Còn white and pink đang ở giữa làm trọng tài. Cái đứa con kế út của mình nó đang chơi bóng với lại ông anh. Chung mà hôm nay rất là vui, mọi người tới đông đủ. Mấy đứa nhóc thì nó đang chơi với xe góp khò. Mấy đứa nhóc nó tới nhà mình nó không phải vì cái lý do gì cả, mà chỉ vì một cái lý do đó là nó thích cái xe góp khò thôi. Nó tới nó chạy lòng vòng. Slow down, slow down. Slow down. Bên hàng xóm nhà mình hôm nay cũng rất là đông vui. Nguyên cái khu vực mình làm BBQ hôm nay á là cứ sau 12 giờ cái là nó ở dưới cái bóng râm nó rất là mát. Mọi người rất là enjoy nhé mọi người. Ok, bây giờ mình qua mình chơi với mọi người nhé. Ok mọi người. Ok mọi người, bây giờ là tối, trời tối rồi nhá. Trời tối rồi nhá, mọi người thấy vẫn sáng luôn.
mọi người thấy sáng, tại vì mình gạt cái bóng đèn đây là ha, nó sáng hết cả một cái khu vực đây luôn, nó đêm giờ mình sẽ chơi luôn cả buổi tối nữa. Đó. Đó. Trời lạnh quá, giờ phải đứng gần cái bếp nướng. Mấy ông anh lạnh quá, đứng gần cái bếp nướng cho nó ấm. Tan thì chưa tàn thì hết rồi. À, chỗ này bây giờ rất là đẹp. Mình gắn cái đèn này quá hợp lý luôn này, nó sáng hết từ cả cái sân này luôn đó. Cái tree house không cần phải đèn luôn, nó đã sáng luôn rồi ha. Careful, okay? Okay, we'll be careful or not. tới nhà mình chơi là đầy đủ đồ hết cho mấy đứa nhóc, đầy đủ đồ chơi cho tụi nhóc, tụi nó sẽ không bị buồn chán. Trời tối rồi. Toàn bộ cái khung cảnh của mình ngồi chơi đây là như vậy. Đó. Nói chung hôm nay ai cũng happy hết, tại vì có đồ ăn ngon, thời tiết rất là mát, mọi người tới đông đủ vui. Ok mọi người, vậy là mọi người cũng ăn uống xong xuôi hết rồi, bây giờ cũng gần 7 giờ, gần 7 giờ mà trời tối lắm, mà bên ngoài đang rất là lạnh đó mọi người, và trong nhà mọi người đang tranh thủ ăn cái này là cuối ngày rồi mọi người ơi. Thanksgiving vậy là xong rồi đó, Thanksgiving vậy là xong rồi đó, thì ban ngày mình ăn thịt nướng, gà nướng rồi nộm gỏi này kia, thì bây giờ tối mình sẽ ăn hủ tiếu nha, hủ tiếu khô. Thì đây là bữa tối dinner kết thúc Thanksgiving của mình nè, một tô hủ tiếu khô thơm ngon chất lượng. Alright, thì chắc là mình tạm biệt mọi người ở đây thôi. Ok, xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video kế tiếp nha. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một tuần lễ